Xin chào cô bác chị các bạn. Chào bác nhà. Trước tiên thì ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Trò chơi này thì mang tính chất giải trí, cũng xin các bạn nhỏ đừng học theo hai anh này, rất là nguy hiểm, lý do là nó nóng lắm. Hôm trước thì tí có thể ăn thua anh ba hoài, tí có thể thách đấu với anh ba là ăn ớt. Bữa nay hai anh em đấu ớt. Đấu ớt đó. Đấu ớt không? Rồi bây giờ mình... Tao cũng đâu có chạy. Mình đã chuẩn bị sẵn hai tô bún bò này với lại 16 chiếc ớt. Và hai bình sữa. Rồi hai bình sữa hai anh em cắt ra đi. Cắt ra đổ ly đi. Sữa này uống á, nó cũng đỡ lắm khi mình nóng quá. Nóng quá cái mình uống sữa vô. Cắt không biết tay thì muốn cắt muốn tay đó. Trong 16 chiếc này em cũng nói với anh bà với lại bạn Tí nghe nè, 16 chiếc này mình không ép nha, ai ăn được bao nhiêu ăn thì hai anh tùy ăn, muốn thích ăn bao nhiêu trái thì cứ bỏ vô tô mình đi rồi điểm đi đâu chỗ đó. 2 4 4 6 giữ vậy anh ba bự cho 8 quên vậy là người 8 trái giữ vậy hả? Ừ. Hết không nghe 16 trái đó, 16 trái phải không? Người 8 trái. 18 trái hả? Rồi giờ trộn cái cờ lên coi. Ôi cái gì không hả, này mình không ép nha, ăn ít lại chút đi, chơi luôn hả? Chơi luôn. Cái này mình nói thật lòng là cũng mấy bạn nhỏ cũng đừng bắt chước hai này nha. Nó tại vì ăn ớt thì nó cũng khá là nóng. Ở ngoài này còn có ớt nữa nha. Nhưng mà nói cũng khuyến khích hay anh ba với lại bạn Tí này. Ăn á thì ăn hết bao nhiêu ớt là mình sẽ tặng cho người 200.000, bất cứ người nào ăn hết. Nhưng mà thời gian là mình không tính thời gian, tại vì cái ớt này cay lắm. Khi ăn thời gian khi nào cũng được hết, miễn sao hết ớt là được rồi. Còn bún thì ăn được nhiêu ăn nha. Rồi. Cái này mình có như là mình chú ý là thi ăn ớt thôi. Còn bún ăn được nhiêu ăn, coi như cảm giác ăn ngon thì cứ ăn hết cũng được. Chắc không hết thì thôi, không chắc sao. Chắc rảnh rồi chắc cũng làm đứt luôn à. Dạ. Ok. Rồi. Cho khoan để em đại diện hai anh mời cô bác nhé. Rồi. Thôi vậy bạn Tí mời đi. Mời cô bác anh chị ăn bún bún ớt với em. Mời cả nhà dùng bún ớt cả nhà. Em mạnh trái trước coi. Đó. 1 2 3 vô, cứ ăn từ từ. Cứ ăn từ từ. Chà. Quá dữ rồi. Còn chấm tương ớt nữa. Ôi. Mình quay mà mình thấy muốn rung mình luôn. Ủa cay nhân mặt. Cơ. Hai thánh ăn ớt rồi. Hai cục hạt hồng mà còn kia thánh ăn ớt luôn à. Ủa cục cay cục. Cay quá, uống sữa cho anh ba. Cục quay. Cay quá cục. Cái ui. Ui. Trời ơi. Nóng đổ lại rồi. Anh ba cục. Anh ba tí ăn này kia nọ thua anh ba hoài tức thách đấu ăn ớt, tí ăn ớt dữ lắm em ớt cục là thấy rồi rồi dạ rồi nó trái rồi mày không cần thời gian. Không có cần là bao nhiêu lâu nha, cứ từ từ ăn. Wow. Ui, cay dữ lắm, cay đó anh ba ơi. Ui, đâu coi thử chứ ớt coi. Wow. Quá sức. Wow. Từ từ ăn cái tí. Cái nóng em cứ uống sữa vô tí đi. Ôi, trời ơi trời. Cái này coi là phải kêu trời luôn. Đổ luôn tay rồi.
Không, hồi nãy dặn ăn ít thôi, hai tay này đấu. Quên bệnh ăn gì ớt dữ quá ta. Trốn hết chứ có trốn không vậy mà sao còn hai trái lên bên. Ba trái lên bên. Đầu trốn. Ôi. Tí lắc đầu rồi. Thua anh bà nữa rồi. Ớt. Không, anh cái này không ăn thua. Khi nào anh ba hết ăn hết thì anh ba lấy 200, còn em cứ ăn từ từ, khi nào em ăn hết em cũng lấy 200. Khi nào ăn nói anh sao em ăn không hết nổi thôi. Chứ không có cái này không ép. Quần ba ăn gì anh cũng ăn giỏi thôi. Ớt anh cũng làm quá, tí tính nói tí ăn ớt giỏi. Uống sữa cho anh ơi. Ôi. Uống sữa cho anh ơi. Cài dữ lắm cài á. Cài nóng, nóng lỗ tai. Ôi thôi. Anh nói ai ăn trước được 200 hả? Không, ăn hết hả? Ừ. Rồi. Em cho mỗi người 50 thôi, thôi thôi thôi. Để người ta ăn. Ôi thôi. Rồi em ba được 200. Rồi mình móc ra ma gốc luôn. Có bạn Tí chứ thực bình thường. Khi nào bạn Tí nói không lấy 200 thì thôi. Cứ ăn bình thường đi. Quên ba giữ thiệt chứ. Rồi sao tí bữa nay có không lấy quá. Thật là thách đấu với anh ba nữa. Chưa còn 4 đứa. Ủa ơi, nhầm ngồi mà móc. Ủa ơi, móc giữ thiệt chứ. Thở lên lên tí thôi. Bao nhiêu trái vậy anh? Không trái à. Wow. Của anh ba nói một mình anh ba chấp hết thiệt đi. Hết. Trời thánh nổi anh ba. Rồi tí, tí nói tí ăn ớt dữ, gặp anh ba còn dữ hơn nữa. Hôm bữa chị thấy cương trắng ớt dữ lắm mà tí. Ớt này cay quá lắm. Anh ba anh im im, anh không nói gì trơn á. Tí chảy nước mũi luôn kìa. Ngọt, ớt dữ thịt chủ quỳ. Sao? Nghĩ thách đấu luôn rồi. Nghĩ thách đấu luôn rồi. Còn trò gì nữa không? Để suy nghĩ. Chưa đâu. Cái clip này cũng mang tính chất là giải trí thôi. Cũng gặp mong các bạn trẻ đừng có học theo hai anh này. Vì ăn ớt nó rất là nóng. Sao Tí ơi, em khi nào em nói anh Sơn ơi em thua thì em nghỉ ăn thì thôi, chứ anh không có ép nha. Ai gì vậy? Là thôi từ ăn, cứ từ ăn thì muốn hỏi khi nào không nổi nói đâu, không nổi anh Sơn ơi cần nghỉ nha. Còn cái này anh không phải là kéo giải gì hết, chỉ qua là anh ăn hết thì anh tặng thôi, khuyến khích cho anh em chơi cho đi vui thôi. Anh ba có 200 rồi đó. Không hẳn thôi. Rồi vậy là 200 không lấy quá không? Không nghĩ đấy. Wow, tỷ được nguyên món trái. Chảy chảy nước mũi nước gì tùm lum hết trơn. Em ăn bún đi. Đây. Quá cay luôn. Cay hơi dữ hơn ớt chứ thêm hả đi? Cay dữ. Wow. Chào khóc. Tại vì thua anh tí nó khóc thôi chứ gì. Lý do làm sao? Tí thua tí khóc thôi. Thôi vậy mình giữ lại 200, mình tính là mình để 400 cho tặng cho người 200. Thì thôi cái này phần thưởng, là phần thưởng của anh ba. 200 này. Cũng cảm ơn được cũng như tặng này thắng tí nữa hả tí. Chơi trò gì cũng không là anh ba kìa. Rồi bây giờ thôi, bây giờ anh em mình cũng chung với nhau phải không? Dạ. Rồi thôi bây giờ thưởng cho trăm đó, mua sữa dạ, cho gì đang uống cho hết cay. Cảm ơn ba. Hai ăn ớt nhưng mà bốc ăn quá dữ luôn. Quá dữ. Phải công nhận luôn á. Bốc ăn đồ ăn thì cũng dữ. Tí mai chiều kiếm cái đầu xương cho y khỏi nút trọng luôn tí. Mốt kiếm cách gì nói với anh hai kiếm cách gì đẩy anh ba cái mình kiếm cách gì để khỏi cho thắng mình hả, chơi xương giờ còn cái cách nào đó thì làm luôn đi. Xương là kiếm rửa xương á cho đây đừng nước trọng. Ăn hết y quá dữ luôn rồi, quá dữ rồi. Cắn cái trái quá dữ. Clip mình xin tạm dừng tại đây.
Cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại.